Tôi thấy có lẽ vào cái thời điểm hiện tại ấy, những cái bi kịch của xã hội, những cái chuyện mà trên báo đài và trong các phương tiện thông tin đại chúng đưa về những cái mặt trái của xã hội, tệ nạn, rồi những cái chuyện hiếp đáp nhau, rồi những cái chuyện đau lòng, nó nhiều quá. Mà cũng là cái thời điểm hiện tại thì tự nhiên nó lại rộ lên, đề cao cái sự tử tế. Truyền hình thì có cái chương trình Việc Tử Tế, và gần đây nhất thì người ta nhắc nhiều lắm, kể cả những cái tổ chức dân sự quan tâm mà mời tôi đến để chiếu phim rồi để nói chuyện, để mặn làm. Không phải là ngẫu nhiên mà đến bây giờ thì xã hội lại quay lại để quan tâm đến cái chuyện tử tế, coi như là một đề tài nóng. Bởi vậy cho nên là thời gian vừa rồi thì tôi cũng theo lời mời của một số diễn đàn thì tôi cũng có trao đổi thông luận, và tôi có một số những cái suy nghĩ như thế này. Nếu mà nói về sự tử tế thì nó là vấn đề của nhân loại, nó lớn lắm. Mà nếu mà nói về sự tử tế mà đến sự tận cùng của bất kỳ cái lĩnh vực nào, cái góc khuất nào của đời sống thì nó cũng sẽ đụng đến một vấn đề là vấn đề chính trị. Đấy là qua cái trải nghiệm của tôi. Mà nhất là Việt Nam, khi mà bàn về sự tử tế, bàn về một nếp sống văn hóa, một cái sự ứng xử văn hóa thì thực ra nó không phải là vấn đề nhỏ. Theo cái sự hiểu biết và cái trải nghiệm cũng như cái ám ảnh của tôi ấy, một đất nước mà có trở nên hấp dẫn hay không, có hạnh phúc hay không ấy, cái quan trọng nhất là cái quan hệ giữa người với người, cái tình người. Tôi nghĩ là không phải chưa chắc cái đất nước ấy đã giàu nhất, to nhất hay là đông dân nhất hay là lấy nhau giỏi nhất, mà ở một cái đất xứ sở nào mà nơi đó tình người tốt đẹp ấm thì người ta tìm thấy hạnh phúc và người ta coi là nơi đáng sống nhất. Thưa, trong lúc xã hội bàn cãi một cách rộng rãi về chuyện tử tế đó, thì truyền thông có nhắc lại cuốn phim cùng tên của ông đã làm hơn 30 năm trước đây hay không ạ? Gần đây thì người ta là bàn rộ lên về chuyện tử tế, và tôi thì đôi khi lại trở thành cái mục tiêu để cho người ta đàn tiếu. Thì thường thường người ta đặt ra một cái câu hỏi là, thế tôi hỏi ông là cái xã hội bây giờ so với 30 năm trước, hơn 30 năm trước khi ông làm chuyện tử tế thì bây giờ nó tốt lên hay là nó xấu đi? Thì tôi cũng thẳng thắn mà thưa rằng 30 năm trước đây tuy nghèo thật, khó khăn thật, đời sống vất vả, thế nhưng mà cái tình người, cái sự đối xử giữa con người với con người nó tốt hơn bây giờ. Bây giờ thì vật chất đời sống đi lên, thế nhưng mà về mặt tình người, về mặt đạo đức, về mặt ứng xử thì nó tệ hơn ngày xưa. Bởi vì rõ ràng bây giờ nhiều trộm cắp hơn, nhiều tệ nạn hơn, nhiều tham nhũng hơn, nhiều những cái chuyện nó bất nhân hơn. Đấy nó là một nghịch lý, mà đấy nó là một cái thực tế. Có lẽ vì tôi là cái người làm khởi xướng cái đề tài này, và tôi làm cái đề tài này từ trên 30 năm. Mà tôi cũng phải xin thưa với các quý khán giả rằng thời tôi làm cái bộ phim có tên là Chuyển Tử Tế thì mọi người nhìn tôi bằng con mắt ít thiện cảm và cũng ít sự chia sẻ. Những người có trách nhiệm, có thẩm quyền lúc bây giờ thì về phương diện điện ảnh ấy thì gây khó khăn cho tôi rất nhiều. Mà bộ phim này toàn đến là phút này cũng không nhận được một cái vinh danh, một cái đánh giá nào chính thức của các liên hoan phim hoặc là các hội đoàn về điện ảnh. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là cái quan hệ giữa người với người, cái sự ứng xử, cái lòng tốt, cái sự tử tế. Thậm chí tôi đã biết trong cái lời mở đầu của kia bộ phim Chuyển Tử Tế có một cái đoạn nguyên văn mà tôi còn thuộc lòng như thế này. Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng tử tế vốn có trong mỗi con người, mỗi nhà, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc. Hãy nên bỉ đánh thức sự tử tế, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia. Bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có những nỗ lực tột bậc và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn. Hãy hướng con trẻ và cả người lớn đầu tiên vào việc học làm người, người tử tế trước khi mong muốn và chăn dắt họ trở thành những người có quyền hành, giỏi giang hoặc siêu phàm. Thưa ông, xét trên bình diện xã hội đó thì sự tử tế có liên quan mật thiết thế nào đối với văn hóa, nhất là trong thế giới văn minh ngày nay, sự tử tế được xem như là khởi điểm của ứng xử trong cộng đồng, thưa ông? Cái chìa khóa để cho một xã hội đi lên ấy là vấn đề văn hóa. Tất nhiên giữa văn hóa và sự tử tế nó có những cái sự tương tác. Đã là một người tử tế thì không thể nào lại không có văn hóa được. Tử tế là cái đỉnh điểm của văn hóa. Trong bản thân những người gọi là có văn hóa thì không thể nào lại thiếu sự tử tế được. Thế thì đây nó là một cái đề tài lớn lắm anh Mạc Lâm ạ, đề tài của nhân loại tuyệt đối không phải là đề tài nhỏ. Thế nhưng mà ở Việt Nam ấy đã lâu rồi cứ ai nói cái gì mà nó cứng một tí hay là nó liên lệch lề phải lề trái một tí thì là ôi rồi chuyện chính trị, hoặc là không nói chuyện chính trị hay là không thích chuyện chính trị, nhưng khổ, cái chính trị nó có tội vạ gì đâu. Xã hội Việt Nam bây giờ
nếu mà luận bàn sơ sơ hay là nói chuyện phiếm lề đường quan nước thì không sao, nhưng mà bất kỳ một đề tài gì mà nói đến sự tận cùng của nó thì đều đụng đến cái gọi là chính trị. Vâng, có lẽ vì vậy mà chính quyền đang kêu gọi thực hiện theo nghị quyết vực dậy đạo đức nơi công sở, cũng như là thực hiện đời sống văn hóa mọi nơi, đem chính trị để hướng dẫn văn hóa, đôi khi cũng thuyết phục người dân, phải không ạ? Tôi nói thì nó hơi ngược tí anh Mạc Lâm ạ. Ở Việt Nam ấy, đã từ lâu rồi, người ta quan niệm rằng văn hóa là một phạm trù của chính trị, một phạm trù nhỏ bé trong chính trị, mà chính trị là phải lãnh đạo văn hóa. Điều đó là sau Việt Nam là mặc nhiên, lâu rồi, nó là như thế. Nhưng mà có lúc tôi đã nghĩ như thế này, hình như không hoàn toàn là như thế, mà hình như chính trị lại là một phạm trù của văn hóa. Nếu như một nền chính trị mà không mang màu sắc văn hóa, không mang cái tinh thần nhân văn, nhân đạo, tiên tiến, thì không thể nào có một cái thứ chính trị chân chính được. Thế cho nên là nếu mà cứ quan niệm một cách là đặt cái chính trị lên trên, rồi thì là văn hóa phải đi theo chính trị, thì tôi nghĩ rằng nếu mà một đất nước mà có nền văn hóa tốt thì không thể nào có một cái nền chính trị dở được, mà không thể nào sản sinh ra những chính trị ra tồi được. Thế cho nên là cái văn hóa nó phải bao trùm lên. Tôi nghĩ rằng nó bao trùm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chứ không riêng gì những cái phạm trù nào đâu, mà phải nói rằng đến bây giờ chúng ta ý thức được điều đấy thì cũng là may mắn, nhưng mà cũng quá muộn, quá muộn. Ông có vẻ bi quan, nhưng tôi vừa đọc được một bản tin nói về người dân Sài Gòn đó. Họ kéo một tên trộm ở dưới sông lên và thấy anh ta lạnh quá, đã có người cởi áo ra cho anh ta mặc. Đây là một sự tử tế tuy ít nhưng vẫn xảy ra, phải không ạ? Anh gọi ra cái chuyện một số bà con mà đã lấy áo cho người trộm, thì đấy là cái chuyện quý mà nó không phải lấy đâu, bởi vì những người tốt trong xã hội còn nhiều, những người khát khao sự tử tế trong xã hội này vẫn còn nhiều, nếu không có chắc là chúng ta không sống nổi. Tôi xin thưa là cũng trong cái bộ phim vừa nhắc đến là bộ phim Chuyện Tử Tế cách đây hơn 30 năm, có một đoạn nếu anh coi lại thì có một đoạn nguyên si cái lời của nó và cái hình của nó là như thế này: xung quanh chúng ta có nhiều người tử tế lắm chứ. Những người tử tế đấy chính là những cái người là bất hạnh, những người nghèo khó, chính là những người khát khao có sự tử tế hơn ai cả. Thế cho nên là tôi vẫn tin là trong cuộc sống còn rất nhiều người tử tế, nhưng mà tôi phải nhấn mạnh vào cái vai trò của trí thức, vai trò của thông tin đại chúng, vai trò báo chí, phát thanh, truyền hình, và đặc biệt là vai trò của người cầm quyền. Tôi nghĩ rằng trong một đất nước, trong một gia đình, cái vai trò của người cầm quyền rất là quan trọng. Nếu anh không gương mẫu thì xã hội không thể tốt đẹp lên được. Nhưng mà bây giờ nhìn vào những người cầm quyền ấy thì đâu có nhiều gương tốt. Phần lớn là những cái người tham gia vào quyền chức bây giờ ấy, thì những người tốt thì cũng đâu có phải là tiếng nói của họ là tất cả. Mà nhiều khi thì nổi lên là những cái chuyện băng đảng, rồi chạy quyền, chạy chức, rồi thì tham nhũng, nói những cái chuyện như thế. Để làm sao một cái xã hội nó tốt lên được, để làm sao một cái xã hội văn hóa nó có cái đất tồn tại, cái sự tử tế nó có sự tồn tại, thì có lẽ những cái người cầm quyền chịu một cái trách nhiệm rất là quan trọng. Thì bên cạnh cái sự khích lệ sự tử tế thì có lẽ cũng phải bàn cái việc tạo ra một cái môi trường để cho con người ta có thể sống tử tế được. Thật ra nếu mà bây giờ không có cái môi trường để cho con người ta sống tử tế, người ta đói rách quá, người ta bần hàn quá, người ta bất công quá, người ta ngạt thở quá, mà hô hào làm sao người ta sống tử tế được. Mà cái này thì tôi nghĩ là trách nhiệm của những người cầm quyền. Như ông nói thì hình như vai trò của người dân trong xã hội không mấy quan trọng trong việc ứng xử với nhau một cách tử tế. Dù sao thì trong mỗi cá thể nó phải tự chịu trách nhiệm trong cách ứng xử của mình, thưa ông. Tôi thấy anh Mạc Lâm hôm nay lại nhắc nhiều đến cái trách nhiệm, mà đến cái hiện trạng của người bình thường. Vâng, tôi rất chia sẻ và tôi cũng rất là tán thành với anh, bởi vì tất cả mọi chúng ta đều có trách nhiệm với những cái vấn đề thịnh suy, những vấn đề tốt xấu của xã hội. Tôi là người có chính kiến, tôi nghĩ rằng đầu tiên phải là người cần biết, thương bất chính thì hạ tắc loạn. Thưa anh là nếu như dân chúng, trí thức và những cái người có lòng không được tự do trình bày cái ý kiến của mình, tức là vấn đề lại đến một vấn đề lớn là vấn đề tự do ngôn luận ở Việt Nam ấy, thì không có cách nào để xây dựng một cái xã hội có văn hóa và có sự tử tế được đâu. Nếu mà bây giờ chỉ nói theo lề phải, chỉ nói theo văn bản, chỉ nói theo đường lối chính sách không, tại vì cái cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ và nó đa dạng. Có lẽ để kết thúc cái buổi trao đổi ngắn này thì anh cho phép tôi được nhắc lại một cái câu mà tôi cho rằng cũng đáng lưu tâm, là vừa rồi có một cái buổi giao lưu
ra mắt cái cuốn sách Điệp viên hoàn hảo của sử gia niềm tin Larry Berman. Ông ấy viết về điệp viên Phạm Xuân Ẩn, ra mắt ở số 3 Phạm Ngũ Lão. Họ cũng biết tôi là người tham gia chiến tranh, có mặt ở chiến trường, cũng có rất nhiều quan tâm đến cái thời chiến. Thì có một nhà báo bảo ông Trần Văn Thủy phát biểu đi và tôi đã lên tôi phát biểu. Cái điều cuối cùng Thủy tôi có nói như thế này này. Thượng Đế sinh ra cho chúng ta mỗi người một cái mồm. Cái mồm có bổn phận phải nói những điều chúng ta nghĩ không có cái lý do gì. Cái mồm do Thượng Đế sinh ra mà chúng ta lại phải đi nói những điều người khác muốn. Cho nên là tôi cho rằng cái vấn đề tôn trọng tự do ngôn luận là điều tối thượng để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn, tử tế hơn, văn hóa. Xin một lần nữa cảm ơn đạo diễn Trần Văn Thủy đã cho chúng tôi một buổi nói chuyện rất là... Ngôn luận là điều tối thượng để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn, tử tế hơn, văn hóa hơn. Xin một lần nữa cảm ơn đạo diễn Trần Văn Thủy đã cho chúng tôi một buổi nói chuyện rất là...